gì? Bán đi, con muốn bán nào? Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân. Lê Dương Bảo Lâm chỉ có gái livestream bán hàng cực chuyên nghiệp. 2.000 rẻ quá. Trong một diễn biến khác, Bảo Nhi, Bảo Ngọc trên mạch đồ ăn ba Lâm nấu, ba bố con quây quần trong căn bếp nhỏ nấu ăn. Để có được một bữa chỉ chu đối với Lê Dương Bảo Lâm không phải là việc dễ dàng. Như mọi lần, Bảo Nhi và Bảo Ngọc luôn sẵn lòng phụ giúp ba. Hai cô công chúa nhỏ rất hào hứng thưởng thức đồ ăn do chính tay ba Lâm nấu với rất nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn thất bại với một món mà dù đã ra sức năn nỉ nhưng Bảo Nhi và Bảo Ngọc vẫn nhất định nó không. Sao vậy? Sao mà? Không hổ danh là con gái của Thánh livestream, Bảo Nhi và Bảo Ngọc ngay lập tức bộc lộ khả năng bán hàng thành thục. Dưới sự hướng dẫn của Lê Dương Bảo Lâm, buổi livestream bán những con thú bông second hand của hai con gái đã thu hút hơn 4.000 lượt xem. Lee Min Ho Đồng Nai chia sẻ những món đồ được bán để làm việc ý nghĩa cho con mình. Bên cạnh đó giúp con tiết kiệm hơn, phải lao động mới có thành quả. Hết rồi. Kìa, cái cặp của con kìa, bán luôn đi. Sao vậy? Cô đưa cặp coi. Bán này đi. Đâu con đưa cho cô chú coi cái đó ok không? Đâu chị đưa thử coi có ai mua không? Thử coi. Ví dụ để bán này có ai mua không à? Bán này ai mua không? Trời ơi, 7.000 người luôn ngoài kìa. Ai mua không? Bán luôn đi. Chứ con có xài đâu. Con thích hả? Vậy con nói cô chú là món này con bán không được. Nói đi. Cô chú không mua cái này của con. Cái này của con yêu hết nhất. Rồi, nói con là Bảo Nhi, con xin cảm ơn cô chú, phanh tay lại. Đã ủng hộ ba con của con. Ngọc cảm ơn cô chú đi. Ủa bye bye hả? Chưa gì bye bye hả? Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ gia đình Lâm. Bye bye đi, bye bye. Bye bye và hẹn gặp lại. Nhiều người á góp ý là tại sao mà cứ đưa con lên hoài vậy? Tại sao mà cứ quay vlog con hoài vậy? Cho nên mọi người thấy một ngày Lâm khoảng 3-4 clip toàn là như với Ngọc thôi. Nhưng mỗi khi Lâm đăng như vậy á thì mọi người cứ vô cứ thích hoài. Do cái niềm động lực của Lâm, thật sự quay vậy Lâm cũng không có gì, có gì không? Không có gì hết trơn trời. Nó sẽ có tương tác thôi, nhưng mỗi khi Lâm đăng con Lâm lên, cái Lâm thấy mọi người vô tương tác nhiều. Và đó là cái niềm hạnh phúc của Lâm, và cái đó là cái niềm động lực của Lâm quay clip hàng ngày. Tại vì khi mình quay clip mà không ai coi mình cũng buồn chứ, mình cũng bị mắc cỡ, cũng bị hụt hẫng chứ. Nhưng mà mỗi khi Lâm quay phim với Nhi, với Ngọc lên thì mọi người tương tác rất là nhiều. Thì nhưng mà mọi người chỉ coi được một đoạn clip là 4 phút, 5 phút. Nhưng ngày hôm nay máy đặt 24/24, cho nên nó sẽ có những cái khoảnh khắc rất là đáng yêu, những khoảnh khắc rất là tự nhiên mà không có cái clip vlog nào của Lâm mà có được những khoảnh khắc đó.